phương pháp căng bóng thế hệ mới nhất Nano ESO đến trực tiếp từ chuyên gia bên Hàn Quốc, và mình cảm thấy vô cùng là bất ngờ luôn. Nó không có xâm lấn và làm cho khách hàng rất là dễ chịu, giúp chị em nhanh đẹp hơn, rất là hài lòng. Rất là mong muốn sẽ đem cái công nghệ này về vận hành tại spa của mình. Đó là một cái công nghệ mà các bạn chủ spa nhất định phải cập nhật về spa, sẽ giúp cho các bạn bùng nổ doanh số sau 3 tháng cuối năm. Công nghệ này sẽ là một trong những công nghệ dẫn đầu tại Việt Nam về căng bóng da.